Cái đảo gọi là đảo Koh La, mà từ chạy sông La nhìn xa xa vẫn còn thấy mờ mờ cái đảo Koh La. Sư phụ là có phước là được chiếc tàu cuối cùng nó còn kéo vô bờ, còn những chiếc tàu không có phước là mấy thằng hải tặc nó lôi vô cái đảo Koh La, nó thảy con gái trên đó sống không giống như quan giả vậy đó. Rồi nó ở đó là một cái chỗ tập thể người chết xương sọ chắc chồng. Cuối cùng có một người leo trên đỉnh núi mới vẽ chữ SOS, thì lúc đó máy bay bị nó bay ngang thì nó mới tới nó giải cứu. Còn mỗi một lần mà những người trên đó hết tàu này tàu kia bị dồn vô cái đảo Koh La thì hải tặc chiều sáng cho tới khuya tới tối thể mà thấy tàu nó đâm vô là phụ nữ chạy tán loạn cũng giống như là đàn vịt vậy đó. Đàn vịt mà thấy mèo tới chạy tán loạn, người chui vô cây, người chui vô hang đá, chỗ nào trốn được thì cứ trốn. Nhưng mà nó biết cái đảo đâu có lớn thì nó lôi ra hãm hiếp mà nó giết. Cho nên chết oan trên cái đảo đó, Việt Nam chết oan khoảng chừng 4-5 nghìn người phụ nữ. Rồi một số mà được phước hơn những cái người đó thì nó thảy xuống tàu mấy đứa gái đẹp đẹp á, nó đem cho Bangkok nó bán, rồi có giá trị, có tiền.